Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Ok các em, và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đây, và vẫn là mình phải là mình phía đây là cơm của mình là... Tao đánh tao! Thì anh đang là nhân vật chính ngồi giữa luôn nè. Ê, đừng cứ làm mẹo mẹo ta! Đó, thì các bạn có thể thấy ngày... Thì hôm nay, nhân vật chính của chúng ta sẽ là... Bé mèo! Làm ơn nhớ các bạn, hồi nãy đâu bây giờ kêu mình là như vậy. Ê, sao đeo cái tai nghe này vô nghe cái tiếng vang của ta. Alo. Sao lại vang? Alo. Ê, đeo cái tai nghe này vô nghe giọng tôi ảo lắm các bạn ạ. Thề, ảo lắm. Ảo không? Đâu nghe thử đi. Ảo lắm, nè đeo vô thử đi. Alo. Alo. Có ảo gì đâu? Lừa rồi. Rồi, không quan trọng, ngày hôm nay em sẽ đưa ra cho anh một cái thử thách. Đó, nay mình sẽ đưa cho Rô một cái thử thách, đó chính là thử thách đón tiếng súng. Bây giờ mình chơi thách đón tiếng bông keo được không? Đó, thử thách đón tiếng súng ngày hôm nay các bạn đó. Và mình sẽ bắn súng và Rô sẽ che mắt và mình sẽ nổ tiếng súng để cho Rô biết đón được cái súng là súng tên gì nha các bạn đó. Và cũng đừng quên là trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, anh em đừng quên là tham gia vào Ripper Family của mình, theo dõi fanpage Ripper và theo dõi fanpage của mình nha. Đấy các bạn ơi, còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Đó, bây giờ là anh phải là... Làm gì hả? Rồi ok, bây giờ là em sẽ lựa súng rồi. Bây giờ là anh bịt mắt lại đây. Lấy khẩu trang, canh kéo khẩu trang lên. Đeo tai nghe lên. Rồi, tai nghe lên rồi. Bịt mắt anh lại. Không được thấy. Không thấy. Rồi. Thì số mấy? Số 1. Ok. Không có thấy. Thôi có thấy không thấy đâu, nhưng mà cái khẩu trang này khó quá. Hãy cho tao cái khẩu trang mới được không? Ok. Rồi, đầu tiên là nha. Là đúng hay sai? Là sai á. À. Sai chứ đúng là có chuyện với anh á anh. Rồi, tao tai nghe vô. Đầu tiên nha, đây là cái súng đầu tiên và anh sẽ có lựa chọn là 10 cây súng nha. Ok. Rồi, cái súng đầu tiên nè. Rồi, nếu mà anh đoán sai anh sẽ bị đánh bởi bé mèo. Ok. Rồi, cây súng đầu tiên nha. MP40 hả? Chắc không? Chắc. Chắc không? Chắc. Chắc chưa? Chắc. Chắc không? Chắc. Rồi, anh mở mắt ra. Rồi, nhắm mắt lại. Anh nhắm mắt lại chưa? Đây là số mấy? Số 2. Sai rồi. Nghe. Nghe cái gì? OMB. Chắc chưa? Chắc. Cho nghe lại này, chắc chưa? Chắc. Chắc chưa? Chắc. Rồi, anh mở mắt ra đi. Đó, được. Ok rồi, tiếp tục nha. Dạ. Thì cái này chắc chắn là sẽ một cái cây dễ cho anh. Cái cây này có thể là anh đã chơi rất là nhiều lần rồi. Vô nha. Đi sắp đây rồi. Anh chắc chưa? Chắc. Chắc không? Chắc. Thiệt không? Thiệt. Rồi cho anh mở mắt ra. Yeah. Tôi định đó là cái gì ta mà 1014 này nè. Nhưng mà tôi nghe cái tiếng nó thanh hơn. Rồi anh nghe cái tiếng gì là không được rồi. Rồi ok, 3 điểm nhìn cho rồi các bạn. Đây là 3 lần đúng rồi. Bây giờ số mấy? Số 2. Rồi sai đó. Nữa hả? Thì lúc nào mình cũng có. Thôi ok tiếp thì đi. Anh phải sai rồi. Bây giờ là tới cái cây này nha. Ok. Rồi anh hãy đón được nha. Đây. Đây là cái cây gì để coi anh có đón được không nè. Đây đây, bắn lại. Bắn lại nha. Đây. Này cái gì? Mình đang phân vân giữa hai cây là chim đỏ kiến với cây là AC60. Anh có chắc không? Cái cây anh không nhớ tên, anh nhớ là nó màu nâu, nó thuộc dạng giống cái cây mà em sẽ liệt kê cho anh cái cây này không có skin, nó đang là skin bình thường luôn. Đó là cái cây màu xám. Nó giống cái cây trong phòng em vậy á. Em đang liệt kê cho anh á. Bolet hả? À không phải, nhầm. Cái gì ta? M200 hả? À không phải. Không phải cây đó, cái cây tôi nhớ cái gì mà cái cây gì mà tôi nhớ cái cây đó chứ mà rồi. Tôi hay quên tên lắm, tôi hay quên tên cây này lắm. 5 4 3 2 MP80 1 MP80 cái đầu anh. Rồi, mở lại đi anh. Đây là cây gì? Trời ơi, hồi nãy tôi biết cây này rồi nhưng mà tôi... Anh biết cái này là cây này tên gì? Anh không nhớ tên. Cho anh xem tên nè. Đây, đây là M24. Trời ơi. Trời ơi, cái cây này hả? Cái... Anh cho anh đó, bắn đi. Không, cái cây M24
không nhớ tên mấy cây súng nhắm nhiều đâu. Tại vì biết sao không? Tại vì mấy cây súng nhắm ở bên ngoài mình gọi khác, nhưng mà vô Free Fire nó gọi khác. Ví dụ như có cái cây Barret á, cái cây Barret ở trong Free Fire nó gọi khác. Thôi anh thua, anh nói nhiều quá. Okay, đừng có gai dẻ nữa, đừng có gai dẻ, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cây thứ 5. À đúng rồi, cây thứ 5 phải không? Ừ, đúng rồi. À bây giờ cây thứ 5 nha, cây này em nghĩ là anh sẽ đón được nè. Đây, từ từ. Này á, nghe kỹ nha. Cây này nó anh bắn là nhiều rồi. Uzi. Không phải Uzi. Hả? Không phải Uzi. Cái này nhiều đạn hơn Uzi. Nghe cái tiếng quen lắm. Rất quen cây. À, cái không này. Phải. Không phải. Cái này bắn rất nhanh và nhẹ và dễ lên đầu. Better. Sai rồi. Rồi mở ra đây. Ủa cái này là cái gì vậy? À cái Blackmail. Trời ơi, ok. Rồi chị đoán đúng được 3 cái và đoán sai 2 cái nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới cây thứ 6 rồi. Okay, anh chỉ vô. Anh chỉ vô nhanh lên. Đó. Bây giờ là tới cây thứ 6 nha. Này, cái cây này rất là dễ đoán luôn á. Hiện cái cây này rất là nhiều người xài luôn mà anh không đoán được là anh tệ lắm luôn á. Nào. Nghe nè. Ồ, AK. Đúng rồi. AK đồng thanh đằng ngoài tôi nghe AK đồng thanh luôn á. Ghê hả? Ghê hả? Không, tại vì tôi biết ngắn đó. Tôi biết cô bây giờ á, chắc chắn nó sẽ trang bị AK đồng thanh đó nè. Bốn là nó đúng rồi. Bây giờ tiếp theo nè, bây giờ là anh chuẩn bị nha. Bây giờ rồi. Anh chỉ còn lại có bốn lần anh chỉ, okay. Anh đóng đúng được 4 lần rồi đó. Bây giờ cái cây này em biết chắc chắn là anh là hít đón nha. Đây này. À mà 1014 mở ra anh. Đúng rồi. Tưởng cho anh chạy nước tương nè. Thôi tao mạnh lắm rồi. Mình tặng Ro cho nước tương, Ro không chịu các bạn. Trời ơi, đúng rồi con. Thì đó mạnh cho nước tương lắm rồi anh em ạ. Đó. Rồi, rồi bây giờ còn 3 lần nha anh. Ok, 3 lần. Rồi, ok, đã đoán đúng được 5 khẩu súng rồi. Nên sẽ tìm cái khẩu nào đó, nó anh khả hơi khó một tí. Vô. Tiếp nha, đây nè, khẩu này có thể hơi khó với anh tí nè. Cái tiếng quen lắm. Bắn lại đây. Đó. Cái tiếng quen lắm, từ từ bắn lại. Anh chịu thua chưa? Thua. Rồi mở ra. G36. Rồi ơi, cây này là Ro chưa bao giờ bắn luôn đây các bạn. Không, cây này bắn rồi. Bắn rồi sao anh không biết? Tại vì ít bắn, tại anh lúc trước anh cầm cây này xong anh bị mua hoài, anh không bắn. Rồi ok, bây giờ tới là 2 cây cuối cùng. Ro đã đóng sai nha các bạn. Đây. Rồi, 2 cây cuối cùng. Cây chịu thua chứ có đóng sai mày. Nha, cái cây này có vẻ là rất là nhiều bạn xài. Cây nè. À, súng sạc. Đúng rồi. Ui. 6 lần đúng. 1 lần cuối cùng rồi, đeo khẩu trang vô. Rồi. Cái cuối cùng nè. Ok. Thì cái cuối cùng phải cho anh cái gì đó nó phải khó khăn một tí. Chứ anh đoán đúng hoài thì nó chơi kỳ quá. Đây. Bơm keo đúng không? Gì bơm keo nổi này bắn. Bắn không nổi. Từ từ, cây này anh thấy hình như là chung cái dòng súng trường. Ừ, nó trong dòng súng trường luôn. Nó trong dòng súng trường. Nó là cái cây màu nâu nâu đúng không? Đúng rồi. Nó là cái cây màu nâu nâu nhưng mà tôi quên mất. Nó có tên là tiếng Thái Lan. Tôi quên mất tiêu cái tên của nó rồi các bạn. Nó là tiếng của nó là Thái Lan. Tiếng Thái Lan, anh biết ngôn ngữ Thái Lan không? Không. Sipatica, mình khắc quên. Đó, anh chịu thôi chưa? Thua. Rồi, bỏ mắt ra. Baraphone. Vinaphone. Nó cùng hệ với Baraphone. Ok. Rồi, bây giờ là Ro đã đoán đúng được 6 lần và đoán sai được 4 lần. Nên bây giờ Ro sẽ phải ăn những cú đấm của bé mèo 4 lần. Anh chuẩn bị nè. Vô nè. 1. Các bạn đếm hộ mình em nghe. 2. 3. 4. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đổi qua cho anh Ro và mình sẽ là người đón. Còn Ro sẽ là người tìm súng xem như thế nào. Ủa cái nón của em mà. Nó quen nhưng mà anh đợi đến che cái đầu môi của anh à. Ok, rồi, từ, đây. Mình sẽ che lại đi các bạn. Rồi, ok, số 7. Số 7. Số 3. Đúng rồi, số 3. Á, mình còn hứa rồi. Số mấy? Số, nãy tôi để số 3, mình có số 3. Còn hứa đúng không? Không có. Số mấy? Số 4. Trời ơi, còn hứa kìa, tôi để số 4. Số 4. Em đón đại. Em có mấy thì em đón đại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái cây nào đó mà
Bình lên đây. Ok các bạn, đây mình sẽ bịt lại cho các bạn xem, các bạn thấy nè. Rồi ok. Rồi nha. Rồi đi, vô đi, vô đi. Trời em sợ gì anh. Yeah. Vô nè. Rồi số 3. Không phải. Cái này nó rất là quen mà không nhớ tên. Thật ra súng này nó cũng quen. 5 4 Ở chữ hứa chữ gì vậy? Súng lục. Cây này là cây, cây này nè. Từ từ, cây này là... Trời ơi. Đây, mới đầu vô cho cô mở màn với trời ơi, mình đã up FIFA tới đây là được 2 tuần mấy 3 tuần rồi các bạn ơi. Gần cả tháng là mình quên hết FIFA rồi, ok rồi. 1917 nha, ok, rồi, tiếp theo ai nè. Ok, hôn một lần, hôn một lần. Rồi, tiếp theo cho cô nè, rồi rồi. AW. Không phải. 1824. Không phải. Nó là cái cây này nó quen luôn, nhưng mà em không nhớ tên. Đó là chưa? Rồi. Nó là cây 98. Ôi trời ơi. Em cứ... Trời ơi, thua liên tiếp luôn các bạn ơi. Quê quá. Ok, bây giờ cho tới một con súng mà Ruby rất thường hay chơi. Mình nghĩ là Ruby nghe phát Ruby sẽ biết cây này luôn anh em ạ. Đây, Ruby nghe phát Ruby biết luôn nè. Shotgun. Đúng rồi, shotgun. 1817. Hả? 1887. M1887 đúng rồi. M1817 là cái gì? Rồi ok, tiếp cây tiếp theo nè. Mình sẽ cho Ru một cái cây. À, nãy giờ mấy cây rồi ta? Nãy giờ là 3 cây rồi. 3 cây, ok, cây tiếp theo. Em đếm đi, à đúng một cây. Anh nghĩ là cây tiếp theo là Ru biết nè. M35. Yeah. Chơi thì đón dễ lắm anh em, nhưng mà nãy giờ là đón khó đó. Ok, nãy giờ là đúng 2, sai 2 nha. Tất nhiên anh. Rồi ok, rồi để mình coi coi nào, có một cái cây. Chơi đây. Đấy, em chơi đây rồi. Súng này cũng quen với Lu nè. Xe ca. Ôi ôi ôi. Đây là những cái súng mà mình rất là hay chơi ở trong tự chiến. Tự chiến không chơi, em chơi trong chơi hường. Chơi hường hả? Hả? Rồi chơi lại chưa? Rồi. Đó. Rồi đó, cây này ít nè, cây này ít ít được chơi nè, rồi. Cái gì? Súng trường. Đúng rồi. Vậy gì đúng vậy á? Súng trường, nhưng mà tên gì? Cây thứ 6 đâu bị đúng được không? Cái này em hay, cái này là mình hay chơi lúc mà chơi đấu hường mình chơi team up nhiều lắm à. Rồi lặp lại đi anh, lặp lại nè. Dạ đúng không? À. M247. Sai rồi. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cái này mình hay chơi nhiều lắm. Phải cái M247. Bộ AF mình, em lộ mình AK47 anh. Ok rồi. Ok, 6 cây, sai hết 2 cây anh em. Để coi nào, có cây nào mà. À, đây. Rồi ok, vô nè. Dễ ẹt lắm mà. Ôi, lắp ba biết luôn. Trời, nghe tiếng này là hơi này làm sao mà không biết lắp ba được các bạn. Trời, cái cây lắp ba là cái cây chơi từ cái thời UB đầu tiên luôn. Ok. Ơi, anh ơi, ghê trời ơi. Ok, tiếp tục nè. Trời ơi, game dễ các bạn không? Rồi, tiếp tục. Ok, cây tiếp theo cho Ruby. Rồi, nha. Yeah. Ok. À, cầm súng cho nè. M249. Không phải. M249 đóng rồi, đóng gì nữa bạn? Quên lộn. Cái gì? Chim cỡ kiến. Không phải luôn. Tao cho nghe lại đây. Nghe chưa? Rõ chưa? Cái gì ta? Quên tới rồi, cái này nó nguyên lắm nè. Cái gì? Hơi nói nha. Rồi hết. Cây này là cây súng máy con. Trời ơi, mình... Em không biết em chơi cây xèo không anh. Cái okay. Là hàng chơi cây... mình ngay cái tí nó không... Mình không không nhận biết được là cái cây súng máy. Tại vì mình... Ok, cái cây này chỉ lụm được trong sinh tồn thôi. Ờ, đúng rồi. Mình... Em chưa tới nhà, em chưa bao giờ lụm được luôn anh. Ôi, chưa bao giờ lụm được luôn. Ok, cái tiếp theo. Victor hả? Không phải. À, Uzi. Đúng cái này, rồi. Cái này bắn được đạp lại chỉ có Uzi thôi. Đúng rồi, Uzi. Trời ơi. Đạp bắn đường tới lại đạp lại là chỉ có Uzi thôi các bạn ơi. Ok, rồi, tiếp theo. Vô. Rồi, còn 2 cây nữa rồi, Ruby thoát được 2 cây không nha anh em. Để coi 2 cây nào. À, cây này. Không, mình sẽ ra cây này. Đó. Cái gì vậy? Cái gì từ từ. Thế nãy em chơi mấy câu dễ, mấy cây dễ mà anh toàn
Anh cho mấy câu dễ, cái dễ mà. Anh là 94. Không phải. Tức là người chơi lâu phải khác người mới chơi chứ anh đâu có chơi súng nhiều đâu. Vector. Không phải Vector luôn. Nghĩ sao tốc độ bắn này mà Vector má. Cái gì đây? Chim bói cá. Đúng rồi. Em lộn cây chim cẩm kiến. Trời ơi, cái cây chim bói cá này mình nghe tiếng quen lắm. Ok. Bao nhiêu rồi? Chính rồi, bây giờ còn một cây cuối cùng. Một cây cuối cùng, ok rồi, chơi luôn. Ok, cây cuối cùng là mình phải lấy một cây nào đó thật là khó. Mà Ruby từ trước đến giờ Ruby vẫn chưa chơi anh em ạ. Đây. Rồi. Ông nội cha ơi. Cái này hình như là cái giống gì? Anh là 94. Không phải. Cái tốc độ chuột với cái máy Ruby nó hơi khó chịu anh em ạ. Này cái gì ta? Cái gì? Cái gì? Tiếng nó quen lắm. Yeah. Cái gì đây? Súng máy. Súng máy. Thật ra cây này cho luôn rồi, đóng tới mai cô cũng không biết cây gì đâu. Trời ơi, không có chơi cái này, nghe cái tiếng lạ lắm. BB19. Em nãy giờ em chơi anh em không bao giờ đóng mấy câu khó với anh luôn á. Chứ mày đang nói câu nói với em mà tự nhiên trả lời 16 sao? Thì cái câu đó thì mấy cái đó thì em chơi rồi, còn biết đây thì em chưa chơi. Ủa hồi nãy anh cũng bốn cái cây anh cũng đâu có chơi đâu. Ừ thế. Ủa vậy giờ em bao nhiêu rồi? Em sai 4. Em bao nhiêu? Em sai 4. Em sai 4. Nãy anh sai bao nhiêu? Anh cũng sai 4. Trời ơi, bằng nhau luôn các bạn, đúng là nhận duyên trời định rồi. Ok. Đó, trời ơi. Nãy giờ là mình đã... Nãy giờ là mình đã làm tổn thương bé mèo quá là nhiều. Bây giờ là bé mèo chuẩn bị là khóc hu hu rồi các bạn ơi. Đó, thì chắc là tụi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like, share, subscribe và nhấn vào chuông và thao từ lên của mình nha. Và các bạn nào mà muốn mình làm thêm những thử thách nào đó cùng với Andro hay là các thành viên trong Hero Media thì các bạn hãy nhớ để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn. Bây giờ thì bye bye các bạn nha. Anh Dương Chiên vừa thôi, anh đang vẽ vừa.